bạn muốn vừa thỏa sức sáng tạo, vừa rinh quà hấp dẫn, rất dễ dàng. Chỉ cần gửi những hình ảnh hoặc video clip thể hiện ý nghĩa chiến dịch What You Want của Yam TV cho chính bạn làm về địa chỉ email contact@yamtv.vn và thường xuyên truy cập Facebook của Yam TV để xem mình có phải là người chiến thắng không nhé. Mỗi tuần sẽ có hai giải thưởng, một cho người có hình ảnh gửi về ấn tượng nhất và một cho người có video clip gửi về ấn tượng nhất. Mỗi giải gồm một phiếu mua sắm, một phiếu ăn uống, nón và áo thun Yam TV. Giải thưởng chung cuộc cho người có hình ảnh gửi về ấn tượng nhất sẽ là một phiếu mua sắm tại Tháp Sơn trị giá 500.000 đồng. Giải thưởng chung cuộc cho người có video clip gửi về ấn tượng nhất sẽ là một suất học bổng tại trường Apollo. Truy cập www.yamtv.vn để xem thể lệ tham dự và video clip mẫu.